Rồi hello anh em ha. Hôm nay em lên một siêu phẩm nha anh em. Một cực phẩm của tiệm em luôn ha. Con này là con Huawei Vina 353 nha anh em. Hàng chính hãng của Thụy Điển nha anh em. Anh em lưu ý là hàng chính hãng nha, chứ không phải Trung Quốc gì đâu nha anh em. Anh em thấy mới quá anh em, nói Trung Quốc chết luôn á. Máy chính hãng, máy xịn nha anh em. Con này đẹp trên 98-99% luôn anh em. Hàng siêu lướt á. Siêu lướt anh em. Con này cái đầu máy em bán năm cũ 2 nha anh em. Bán ra thì em bảo hành động cơ anh em là 1 năm nha. Năm cũ 2 nha anh em. Made in Sweden nè. Chế nòng là như mới hết nha anh em. Rồi con này năm cũ 2 anh em nào cần liên hệ em, máy đồ zin hết nha anh em. Cái máy mà nằm bê tông nó còn ngon, máy mà nó còn mới anh em, chạy phê thật sự luôn. Cái tiếng nghe gắt cực kỳ gắt.